Ok, xin chào mọi người nhé. Ở cái video này thì anh hướng dẫn mọi người giải qua cái phương trình ở trong cái tập hợp A này nhé mọi người nhé. Tại vì đề mọi người viết nó cũng, hình như nó hơi fail một chút. Đấy. Thế này anh nghĩ là chắc là mọi người xem lại một cái đề nhé. Cái chỗ này là mình có là x trừ cho 2 này bằng trị tuyệt đối của x bình phương trừ cho 3x đúng không? Cộng với 1. Rồi. Thì thực chất thì đây nó là một cái phương trình nhỏ, đây nó là một cái phương trình kiểu trị tuyệt đối. Và cái phương trình này lấy x thuộc z, tức là lấy x là những cái nghiệm nguyên nha mọi người nhé, được chưa? Thì đối với cái phương trình này ấy nha, đối với phương trình này thì chúng ta ghi này, giải phương trình nhá, thì mọi người tiến hành với bình phương hai vế luôn nhá, trị a bằng trị b đấy, tức là đây nó rơi vào cái dạng này, cái dạng là trị a đúng không bằng với trị b đó, thì cái này mọi người tương đương là cái a bình nhá bằng với cái b bình đó, được chưa? Rồi thì chúng ta bình phương hai vế đây nhé mọi người nhé. Thì mình có như sau này đó, thì mình có là cái x trừ 2 đúng không? Đấy, bình phương lên nhá thì nó sẽ bằng với cả là x bình phương trừ 3x cộng với 1 nhé, cái này các em bình phương lên. Rồi thì lúc này thì các em chuyển vế sang thôi đúng không? Cái này các em tương đương này là x bình phương trừ 3x cộng với 1 đúng không? Bình phương trừ cho x trừ cho 2 bình phương, cái này bằng 0, thì các em áp dụng cho anh hàng đẳng thức số 3 đây này đúng không, thì nó trở thành ngoặc vuông nhá, đó, x bình trừ 3x cộng 1 này đúng không, trừ cho x trừ 2 này nhân với mở ngoặc vuông này, x bình trừ 3x cộng 1 này đúng không, cộng với lại x trừ cho 2 ngoặc vuông lại bằng 0 đó. Thế bây giờ mình thu gọn đi nhá, thì con đầu tiên mình có là x bình phương này trừ 3x trừ x nữa là trừ 4x nhá. 1 1 trừ đi trừ 2 là cộng 2 đúng không? 1 cộng 2 là cộng 3. Rồi con đằng sau nhé thì mình có là x bình phương này trừ 3x này cộng x, như vậy là có trừ 2x đúng không? Số đây là 1 1 trừ đi 2, như vậy là được trừ 1 bằng 0 đúng không? Rồi như vậy thì cái này mình phân tích nhân tử cho con này hoặc mình giải nghiệm theo bậc 2 thì cái này mình được quyền rồi nhé, cấp 3 mình mới tính thôi. 1922 này. Nhập hệ số nhá. 1 trừ 43 này. Đó, 1 trừ 43 này. Rồi nó ra nghiệm 3 với nghiệm 1 nhé, được chưa? Vậy cái này tương đương là x bằng 3 này, x bằng 1. Đấy, rồi con tiếp theo. Con tiếp theo mình nhập hệ số là gì? 1 này, trừ 2 này, trừ 1 này. Rồi nó ra nghiệm là 1 cộng căn 2 đúng không? Đấy, x bằng 1 cộng căn 2. Vậy nghiệm còn lại nó là x bằng 1 trừ căn 2 các em nhé, được chưa? Đó, rồi. Như vậy thì hai cái con này các em loại nhé, được chưa? Đấy, như vậy thì các em chỉ lấy được x bằng 3 với x bằng 1 thôi, tức là lúc này tập hợp A của mình ấy thì nó sẽ gồm là 3 và 1 các em nhé. Được rồi, cảm ơn các em.